Người đàn ông này bỗng phát hiện ra một viên kim cương, nhân lúc không ai chú ý, anh lén ngậm nó vào trong miệng. Tuy nhiên một giây sau, tên giám sát đã hùng hổ bước tới, đưa nó đây cho tao. Đây chính là cái kết của việc dám giấu giếm. Ở châu Phi vì lợi nhuận, mạng người rẻ bọt bèo bị chà đạp không thương tiếc. Sau mỗi một viên kim cương đều được đánh đổi bằng cả mạng sống, bởi vì thế chúng được gọi là kim cương máu. N'Golo Kanté khi này còn chưa đầu quân cho Chelsea, vừa làm việc ngày đầu tiên, đã mò được một viên kim cương dính đầy bùn đất, viên đá ánh lên sắc hồng nhạt lấp lánh. Kanté biết đây là một viên kim cương thô có giá trị khổng lồ, chống ngực dồn dập, anh bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, bởi vì Kanté muốn nuốt chọn nó, tất nhiên anh biết kết cục của việc này, nhưng vì người nhà anh buộc phải đương đầu với nguy hiểm. Thì ra không lâu trước, ngôi làng của Kanté đã bị quân đảo chính tấn công, vô số người dân vô tội bị bắn chết tại chỗ. Vì để yểm trợ cho vợ con rời đi, Kanté đã không may bị chúng bắt được. Giờ đây anh rất muốn đoàn tụ với vợ con, và viên kim cương này chính là quân cờ duy nhất của anh. Ngay lúc này, ống nước gần đây đã đột nhiên phát nổ, khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào nó. Kanté chớp thời cơ liền giấu viên kim cương vào giữa hai ngón chân, sau đó giả vờ đi vệ sinh để tách khỏi. Kanté tìm đến mộ bãi đất trống, vừa lấy viên kim cương từ kẽ hai ngón chân, thì đột nhiên mộ nòng súng đã kề sát trên đầu. Tên giám sát ra lệnh cho anh mau giao ra, nhưng đúng lúc đó quân đội của chính phủ đã ập tới. Tên giám sát đã bị một quả lựu đạn hất văng. Kanté thừa cơ tháo chạy rồi vội vàng chôn viên kim cương xuống đất, sau đó cũng đã bị bên chính phủ bắt đi. Đi vào trại giam, Kanté phát hiện tên giám sát cũng bị bắt vào đây. Hắn không hề bị nổ chết, hắn còn nhận ra được Kanté và hét lớn lên rằng: "Các anh em, tôi ra giá 10.000 đô cho ai tìm thấy được viên kim cương trên người hắn. Viên kim cương ở đâu, chỗ nào? Đâu đâu, nó ở chỗ nào? Mày có nhìn thấy viên kim cương không? Lũ quỷ bọn mà đã tàn phá gia đình của tao, tàn phá quê hương của tao, tao đã không còn gì nữa cả." Câu nói đó đã thành công lừa được tất cả mọi người, nhưng duy nhất không lừa được người đàn ông này. Anh tên là DiCaprio, nam chính của Titanic, vốn là một tên tội phạm đi khắp nơi buôn lậu, thường xuyên giao dịch kim cương và vũ khí với quân đảo chính để kiếm những đồng tiền dính đầy máu tươi. Có một lần anh giấu kim cương vào trong người dê, sau đó đóng giả làm phóng viên đi buôn lậu qua biên giới, nhưng không ngờ lại bị binh lính nước láng giềng bắt quả tang. Bởi vậy anh đã bị bắt giam vào tù. Làm mất một lô kim cương thì chắc chắn sếp sẽ trách tội, cho nên sau khi được sếp bảo lãnh ra tù, Caprio đã vội vàng bảo đồng bọn bảo lãnh Kanté ra. Bây giờ thứ có thể cứu mạng anh chỉ có viên kim cương hồng kia thôi. DiCaprio lấy rượu mạnh khử trùng một con dao, rồi dùng con dao đó cạy răng trong miệng, sau đó lấy tay rút răng ra vỗ nhẹ vài cái. Đây chính là nơi mà anh ta giấu kim cương. Anh là một tên buôn lậu không có lương tâm, chuyên đi buôn lậu kim cương thô từ châu Phi. Ở đại phương những viên kim cương này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng khi nó đến châu Âu, trải qua sự độc quyền và đóng gói của các nhà tư bản, bình thường thậm chí còn chịu chi số tiền bằng mấy tháng lương để mua một viên kim cương bé tẹo, để xem như sự vĩnh hằng của tình yêu. Chả mấy chốc Kanté đã được bảo lãnh ra tù, vừa được thả tự do, anh đã nghĩ đến việc đi tìm người thân trước, nhưng tìm rất lâu cũng chẳng nhìn thấy tên vợ con mình đâu. Nhân viên địa phương cũng tỏ ý không giúp được. Ngay lúc anh hết đường xoay sở thì DiCaprio đã tìm đến, nói mình chính là người đã bảo lãnh anh ra ngoài, và nói có thể giúp anh tìm lại viên kim cương. Nhưng Kanté cũng không ngu ngốc, anh biết bọn da trắng toàn chơi trò khôn mãnh qua cầu rút ván, tìm được kim cương rồi sẽ đá anh sang một bên. Ngay lúc này quân đảo chính đột nhiên tiến đánh vào thành phố. DiCaprio nhân cơ hội liền nói không còn thời gian nữa, tôi giúp anh tìm người nhà, viên kim cương chúng ta chia đôi. Trước mắt Kanté đành phải đồng ý với Caprio trước. Các công ty kim cương không trực tiếp tài trợ cho quân đảo chính, nhưng lại luôn ngấm ngầm thúc đẩy nội chiến ở châu Phi, để càng tiện kiếm được nhiều kim cương giá rẻ. Lúc này vì để tìm lại viên kim cương màu hồng kia, hai người cần phải rời khỏi đây trước. Caprio dẫn Kanté tháo chạy một mạch, quân đảo chính thì điên cuồng bắn xả vào người dân trong thành phố. Quân chính phủ cũng mặc kệ sự sống chết của người dân, vẫn trực tiếp nổ súng vào người họ. Thế mới biết chiến tranh ở Ukraine người dân khổ thế nào. Caprio kinh nghiệm đầy mình đã dẫn Kanté tìm được chỗ trốn an toàn, cho đến khi trời tối, hai người mới lặng lẽ chuồn đi. Ở biên giới canh gác của quân đảo chính, DiCaprio lại đóng giả làm tù binh, rồi rút súng bắn cho quân đảo chính trở tay không kịp. Vậy là họ đã thành công thoát khỏi chiến khu. Sau đó cả hai đi tới chỗ lãnh nạn giúp Kanté tìm người nhà, nhưng quân chính phủ ở đây lại không muốn giúp đỡ. May mà DiCaprio tìm được nữ phóng viên mà anh quen lúc trước, khi đó cô muốn biết tình hình kim cương máu nhưng đã bị DiCaprio từ chối. Cho nên bây giờ anh đành phải kể rõ nội tình cho cô nghe, và nói dối rằng mình muốn giúp cho Kanté tìm lại người nhà. Vậy là cả hai đã đi nhờ trực thăng của nữ phóng viên đến được trại tị nạn ở Gile. Họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trên thảo nguyên bao la này có đến hàng triệu dân tị nạn. Đây chính là tổn thương mà chiến tranh mang đến. Kanté đã tìm thấy được vợ mình ở đây, nhưng cũng biết được con trai mình đã bị quân đảo chính bắt đi. Anh hiểu rõ con trai sẽ bị tẩy não, huấn luyện thành cỗ máy giết người, cuối cùng rồi sẽ chết trên chiến trường. Nghĩ đến số phận con trai sắp phải đối mặt, anh quyết định quay lại chiến trường để tìm con. Điều này cũng vừa hay đúng ý DiCaprio.
vì anh ta có thể nhân cơ hội lấy được viên kim cương hồng, cho nên cả hai đã đi theo đoàn phóng viên đến chiến khu. Nhưng không ngờ, vừa tiến vào biên giới đã gặp phải đợt tấn công đạn pháo của quân đảo chính. Chúng điên cuồng bắn xả vào họ như những thù thật sự, toàn bộ phóng viên đều đã chết trên xe. DiCaprio nhanh trí đẩy tài xế đã chết xuống, rồi leo qua đường tháo chạy một mạch, cho đến khi chiếc xe thành phế thải. Anh dẫn Kante và nữ phóng viên còn sống bỏ chạy vào trong rừng. Cả ba đã đi bộ một ngày một đêm trong rừng rậm châu Phi. Đột nhiên họ phát hiện, có một người da đen cầm vũ khí nhìn chằm chằm vào mình. Thủ lĩnh da đen xông ra la to làm lớn chuyện. May mà có Kante ra đàm phán, nên họ mới giữ được mạng. Ngày hôm sau, họ đã trở về căn cứ của sếp DiCaprio. Nơi này là doanh trại chuyên buôn lậu kim cương. Thượng tá ra lệnh DiCaprio phải lấy được viên kim cương hồng về. DiCaprio hiểu rõ một điều, một khi giao viên kim cương ra thì anh một đồng cũng chẳng lấy được, còn có khả năng vì vậy mà mất mạng, cho nên anh quyết định cũng riêng. Sau đó Cao chạy xa bay một mình. Sau khi chào tạm biệt nữ phóng viên, anh đã lén dẫn Kante đi tới mỏ khai thác kim cương. Trên đường đi mặc dù mục đích hai người không giống nhau, nhưng giờ đây chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Trải qua lặn lội đường xa, họ cũng đã đến được mỏ khai thác. Nhưng nơi này quân đảo chính canh gác nghiêm ngặt, cố chấp đương đầu vào chỉ có con đường chết. DiCaprio đành phải liên lạc lại với thượng tá, nhờ ông ta cử người ném bom cho nổ tung nơi này. Nhưng Kante lại không đồng ý, vì anh cho rằng con trai anh rất có khả năng đang ở đây. Nhưng DiCaprio không hề bận tâm, vì anh chỉ quan tâm đến kim cương mà thôi. Đến tối Kante đã âm thầm một mình lẻn vào trong mỏ khai thác. Quả nhiên anh đoán không sai, con trai đang ở ngay trước mắt. Nhưng anh không biết rằng con mình đã bị tẩy não từ lâu. Cậu đẩy ngã cha mình rồi hô hào lính canh đến, để quân đảo chính bắt được Kante. Tất cả chuyện này đều đã bị DiCaprio ở phía xa nhìn thấy. Ngày hôm sau, quân đảo chính đã lấy mạng sống của con trai uy hiếp Kante, ép anh phải đào ra viên kim cương hồng. Đúng lúc này máy bay ném bom của thượng tá đã kịp thời xuất hiện. Kante nhân cơ hội đẩy ngã tên lính của quân đảo chính xuống nước, sau đó dùng sành đập chết hắn. Còn DiCaprio thì cứu lấy con trai anh. Đại chiến qua đi, thượng úy cũng dùng con trai uy hiếp Kante đào viên kim cương tương tự như quân đảo chính. Anh dẫn chúng đi tới nơi chôn viên kim cương. Ngay lúc sắp đào ra được, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào viên kim cương đó. Dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai người, thượng tá và đội quân của hắn đều chết vì lòng tham vô đáy. Còn DiCaprio cũng đã phát hiện ra mình trúng đạn. Lúc này quân chi viện của thượng tá đã kéo đến. DiCaprio dẫn hai cha con Kante vội vàng tháo chạy. Trên đường tháo chạy, anh đã giật lấy viên kim cương hồng trên tay Kante. Kante thấy DiCaprio bị thương đã bảo anh nghỉ ngơi một lát. DiCaprio đã từ chối, nhưng chưa đi được bao xa anh đã không trụ nổi nữa. Kante bèn cõng anh trên lưng tiếp tục lên đường. Cơn đau dữ dội dường như khiến DiCaprio không hề nào thở nổi. Anh bảo Kante cho mình xuống, vì anh biết mình đã đứng trước cửa tử thần. DiCaprio lấy viên kim cương hồng ra ngắm nghía. Vào giây phút cuối cùng của sự sống, anh đã hoàn toàn buông bỏ Bitcoin. Bitcoin có đắt tiền thế nào anh cũng không có phúc hưởng. DiCaprio giao viên kim cương và danh thiếp của nữ phóng viên lại cho Kante, còn mình thì lấy điện thoại gọi trước cho cô ấy, dặn dò cô ấy về sự tình của cha con Kante, đồng thời còn bày tỏ sự thương nhớ của mình đối với cô. Sau cùng DiCaprio bốc một nắm đất cát trong tay, chết ở mảnh đất châu Phi nơi khiến anh vừa yêu vừa hận. Cuối cùng Kante đã tìm được nữ phóng viên kia. Sau khi hai người bàn bạc kế hoạch, Kante không những bán viên kim cương hồng, mà còn đầu quân cho đội bóng Chelsea trở thành một siêu sao bóng đá. Nữ phóng viên cũng đã ngấm ngầm chụp lại tất cả bằng chứng. Sau khi cô vạch trần chuyện này đã vấy lên một làn sóng dữ dội. Trên buổi điều trần, Kante với tư cách là nhân chứng đã tiết lộ nội tình của kim cương máu. Cho đến bây giờ, đã có hơn 40 quốc gia ký kết thỏa thuận chống chiến khu kim cương. Đây là một bộ phim dựa trên sự kiện có thật. Rất nhiều người xem xong đều nói sẽ không bao giờ mua kim cương nữa, bởi vì làm méo bao giờ mới đủ tiền mà mua. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.